Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chỉ thị số 05 về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, tiếp và làm việc với đoàn công tác Hiệp hội Chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm quốc tế. Xã Thành Long đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nông dân xã Thạch Đồng tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Thọ phát huy hiệu quả bước đầu mô hình mây che đan xuất khẩu cho lao động nhàn rỗi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành đã ra chỉ thị số 05 về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Nội dung chỉ thị như sau. Năm 2019 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chủ tịch và chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong năm 2019. Để đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 14 tháng 2 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 05 về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Để thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 mà Hội đồng Nhân dân huyện đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, trưởng các phòng ban Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau. 1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trưởng các phòng, ban Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, theo chức năng nhiệm vụ, tập trung rà soát lại các nhiệm vụ còn tồn đọng trước Tết để chủ động giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hành động, thực hiện kế hoạch hành động của Ủy ban dân tỉnh, nghị quyết của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban dân huyện. 2. Về chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho Ủy ban dân huyện, chỉ đạo chi nhánh thủy lợi Thạch Thành, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đảm bảo nước tưới và gieo cấy cây trồng vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, không để phát sinh ổ dịch, triển khai có hiệu quả kế hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2019, tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng. 3. Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban dân, Chủ tịch Ủy ban dân huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án ngay từ những ngày đầu. Phối hợp với hội doanh nghiệp huyện, cổ vũ động viên các doanh nghiệp tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 4. Về lãnh đạo, chỉ đạo các công trình xây dựng trọng điểm và triển khai kế hoạch đầu tư công. Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện tăng cường công tác tham mưu, tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình trọng điểm, làm rõ các mốc tiến độ đối với từng công trình, báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân huyện trước ngày 15 tháng 3 năm 2019. Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng, các ngành địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đang triển khai, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Đối với dự án khởi công mới, phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Giao Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện các dự án đầu tư khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và nông thôn mới theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành trong quý 1 năm 2019. Giao Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị có liên quan rà soát tổng hợp các dự án lớn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các dự án đầu tư công chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch Đầu tư. 5. Về chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giải phóng mặt bằng. 5. Về chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2019. Lập kế hoạch tái định cư cho từng dự án cụ thể, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu có. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở dân cư khu phố 1 thị trấn Kim Tân, tăng cường thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án dân cư khu đô thị khu 1 thị trấn Kim Tân trước ngày 15 tháng 3 năm 2019. Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và triển khai các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trung tâm hội nghị huyện Thạch Thành xong trong quý 2 năm 2019. 6. Về xúc tiến đầu tư, Tổ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện khẩn trương hoàn thiện danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các nhà đầu tư có tiềm năng để kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án, tham mưu thành lập đoàn công tác của Ủy ban dân huyện tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư. 7. Về lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch và phát triển đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thiện đề cương nhiệm vụ đề án công nhận xã Thạch Quảng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5, đề cương nhiệm vụ đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, lập đề cương nhiệm vụ quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thác Mây, xã Thạch Lâm và quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Đồng Khanh, tiến hành rà soát chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết các khu đấu giá đất ở dân cư tại các đô thị Thạch Quảng, Kim Tân, Vân Du, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình phát triển đô thị Kim Tân, Vân Du, Thạch Quảng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 8. Về lãnh đạo chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, giao Chi cục thuế huyện tăng cường kiểm tra giám sát việc xây dựng dự toán kê khai các đối tượng nộp thuế để tham mưu giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ sót các nguồn thu, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết quả hàng tháng, hàng quý và cả năm. Giao Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch và các phòng ban đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện danh mục các dự án đấu giá đất bổ sung để tạo nguồn triển khai các dự án của huyện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 3 năm 2019. 9. Về sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Giao Phòng Nội vụ phối với Phòng Kinh tế Hạ tầng và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo đề cương nhiệm vụ sáp nhập, mở rộng địa giới các đơn vị hành chính, trong đó xác định cụ thể các bước thủ tục, thời gian hoàn thành, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Báo cáo Ủy ban dân huyện chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm 2019. Yêu cầu các phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn được giao chuẩn bị các chương trình đề án phải bám sát kế hoạch để đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. 10. Về lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động văn hóa xã hội, Phòng Văn hóa Thông tin chỉ đạo Đài Phát thanh huyện, Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động sản xuất, công tác và học tập, động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa và lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng Văn hóa Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường thanh tra kiểm tra
công tác tổ chức lễ hội đảm bảo văn minh, lịch sự, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, không để xảy ra các hoạt động phản cảm trong lễ hội, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch và lễ hội. Phòng y tế, trung tâm y tế huyện tăng cường kiểm soát dịch bệnh, chủ động kiểm tra, phát hiện và tập trung dập tắt các ổ dịch, không để xảy ra trên diện rộng, định kỳ hàng tháng và đột xuất báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình dịch bệnh. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời đảm bảo đời sống nhân dân. 11. Về lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh. Lực lượng công an tiếp tục chỉ đạo ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, có vũ khí nóng, xử lý nghiêm các đối tượng nổ pháo, nổ mìn trong dịp Tết nếu có, tệ nạn cờ bạc, số đề, ma túy, mại dâm, tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nhất là những nơi diễn ra hoạt động lễ hội đầu xuân. Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kế hoạch diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2019, báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 25 tháng 3 năm 2019. Ban an toàn thông tin huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết trước ngày 15 tháng 3 năm 2019, chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thùng hàng, quá niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông. Đồng thời xử lý nghiêm các chủ phương tiện, lái xe không thực hiện đăng ký, kê khai niêm yết giá cước vận tải, có hành vi chở hàng quá khổ, quá tải, chở khách quá số người quy định, ép giá vé. 12. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay công việc chuyên môn, kiểm tra giám sát chặt chẽ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trong việc chấp hành thời gian làm việc, không để cán bộ công chức, viên chức, người lao động đi chùa, lễ hội, đi du lịch trong giờ hành chính theo quy định, nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội, đi đền chùa hoặc đi du lịch. Đoàn kiểm tra của huyện tiến hành việc kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm thời gian làm việc, bỏ việc đi lễ hội, đền chùa, du lịch trong giờ hành chính những ngày đầu năm mới. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo, kết luận của Ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện của các phòng ban đơn vị. Chủ tịch đã ký Phạm Đình Minh. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 7 tháng 3 năm 2019, Đoàn công tác Hiệp hội Trăng lưỡi liềm quốc tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đã đến thăm và làm việc tại huyện Thạch Thành. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía huyện Thạch Thành có đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Thạch Thành. Đồng chí chia sẻ những kinh nghiệm về các biện pháp phòng chống trước và sau khi thiên tai lũ lụt xảy ra. Năm 2017, trận lũ lụt lịch sử đã ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân xã Thạch Định và 165 thôn thuộc 15 xã của huyện Thạch Thành. Trước những thiệt hại của lũ lụt, nhân dân huyện Thạch Thành đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, giá trị hơn 1,7 tỷ đồng của dự án cứu trợ người dân vùng lũ lụt mà Hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm quốc tế hỗ trợ. Đồng chí mong muốn ban quản lý dự án tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ của huyện Thạch Thành ngày càng thiết thực và hiệu quả. Trong thời gian tới, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cần kịp thời khảo sát thực tiễn để hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt để nhân dân yên tâm sống chung với lũ. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác, ông Idro Navarro, cố vấn ban quản lý dự án hỗ trợ tiền mặt khu vực châu Á Thái Bình Dương, đã bày tỏ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện và các ban ngành đã dành thời gian tiếp đoàn và làm việc với đoàn công tác. Ông cho biết, thời gian qua,
Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, vận động các đối tác, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nhân dân các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, trong đó có nhân dân huyện Thạch Thành. Cụ thể đã hỗ trợ cho nhân dân 4 xã là Thành Vinh, Thành Tân, Thành An và Ngọc Trạo sẽ được thụ hưởng từ dự án này, và hy vọng chúng ta có những kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án hỗ trợ tiền mặt hiệu quả hơn. Để làm được điều này, chúng ta phải có những lớp tập huấn cấp phát tiền mặt, quản lý sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện khẩn số 04 và các kế hoạch hướng dẫn phòng chống dịch tả lợn châu Phi của tỉnh và huyện, đến thời điểm này, các địa phương trong huyện đang tập trung huy động nhân lực, vật lực, ngăn chặn phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhiều biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, kiểm soát lợn đầu vào, đầu ra, các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt lợn tại các chợ, điểm giết mổ được đồng loạt thực hiện. Ghi nhận tại xã Thành Long là địa phương có ranh giới tiếp giáp với các huyện Vĩnh Lộc và Hà Trung. Để chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ trong, phòng từ xa, xã đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng, tập trung tại các khu vực chăn nuôi gia súc gia cầm, khu trang trại, hộ gia đình. Ngoài ra, xã cung cấp hơn 20 lít hóa chất và hơn 100 kg vôi bột cho các thôn và hộ gia đình để tiêu độc, vệ sinh môi trường. Được biết, toàn xã hiện có khoảng 20 trang trại tập trung, 60 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, với tổng đàn lợn hơn 1.200 con. Ông Bùi Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thành Long cho biết, thực hiện công điện khẩn của Chủ tịch Văn Viện về việc công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thì Ủy ban xã đã kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch, đồng thời là phân công cho cán bộ phụ trách các thôn về phụ trách để nắm bắt tình hình, đồng thời là tuyên truyền chỉ đạo nhân dân tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại và phun tiêu độc khử trùng ở các thôn cũng như đường làng ngõ xóm. Xong ở đó là Ủy ban xã thành lập tổ xung kích với lực lượng nòng cốt là lực công an, xã đội và thôn đội trưởng để làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường. Xong ở đó là công tác tuyên truyền, thì luôn luôn phụ trách làm tốt công tác tuyên truyền để cho nhân dân nắm được tác hại của dịch bệnh, đồng thời biết được dấu hiệu nhận biết của dịch tả châu Phi để phòng chống dịch, đồng thời là khi phát hiện thì báo cáo ngay với ban chỉ đạo xã để không giấu dịch, để biết được công tác phòng chống dịch. Xong với việc chống dịch là công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, Ủy ban xã làm tốt công tác chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch cũng như là tiêm phòng cho đợt 1 cho đàn gia súc gia cầm năm 2019. Có mặt tại trang trại chăn nuôi của gia đình ông Bùi Văn Trung, thôn Thành Du, xã Thành Long, để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi, từ nhiều ngày nay gia đình ông đã chủ động phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột ở nhiều tuyến đường dẫn vào khu trang trại chăn nuôi, thực hiện cách ly không cho người lạ vào trang trại. Chia sẻ với chúng tôi, ông Bùi Văn Trung, thôn Thành Du, xã Thành Long cho biết, đối với những hộ chăn nuôi tập trung như chúng tôi là hết sức phòng tránh. Thứ nhất là cách ly người qua lại. Thứ hai là tiêm trùng khử độc hàng ngày một lần, chậm lắm là 2 ngày trên một lần, và vải phôi bột, công tác phòng chống dịch bệnh. Thì dịch tả châu Phi là chưa lây bằng con đường không khí, nhưng lây với trực tiếp là cái người tiếp xúc với lợn bệnh và lợn bệnh tiếp xúc với lợn khỏe. Đấy, cho nên là cái việc phòng chống dịch bệnh dịch tả châu Phi là hết sức là khó khăn. Thì cái này là gia đình hết sức là chú trọng. Theo khảo sát của phóng viên, hiện tại các thôn trên địa bàn xã Thành Long đã và đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về nguy cơ xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là, không giấu dịch, không bán tháo lợn, không vứt xác lợn bị bệnh dịch ra sông và kênh mương. Trong trường hợp phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi hoàn thành gieo cấy 360 hectare lúa chiêm xuân, Ủy ban nhân dân xã Thạch Đồng đang tập trung chỉ đạo các thôn và bà con nông dân triển khai chăm sóc bảo vệ lúa chiêm xuân. Thời điểm sau Tết còn nắng ấm, thuận lợi cho cây lúa xuân nhanh bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân xã Thạch Đồng đang tập trung xuống đồng chăm sóc, làm cỏ, chăm bón và tỉa rặm cho lúa. Đây là thời điểm phù hợp để nông dân đầu tư bón thuốc kịp thời để lúa đẻ nhánh hữu hiệu, đảm bảo giành năng suất cao. Chia sẻ với chúng tôi, bà Trịnh Thị Thể, thôn Phú Ninh, xã Thạch Đồng cho biết. Cán bộ khuyến nông cũng hướng dẫn chúng tôi làm từ lúc bắt đầu cây lúa xuống ruộng, bón lót, bón thuốc, rồi đến lúc lúa đã sinh trưởng ra với bón thuốc.
Để lúa xuân sinh trưởng phát triển được thuận lợi, Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp đã chỉ đạo các tổ đội tập trung điều tiết nước đảm bảo nước tưới nông mặt ruộng từ 3 đến 5 cm. Để lúa phát triển bộ rễ và đẻ nhánh hiệu quả, tổ chức tập huấn kỹ thuật tuyên truyền vận động nông dân tập trung chăm sóc lúa theo phương châm bón lót sâu, bón thúc sớm bằng các loại phân bón tổng hợp với khối lượng từ 7 đến 8 kg NPK trên sào. Ngoài ra, Hợp tác xã còn hướng dẫn nông dân kịp thời tỉa dặm, bảo đảm mật độ phù hợp 100 đến 120 giải mạ trên mét vuông, kết hợp sục bùn, pha váng và làm sạch cỏ trên bề mặt ruộng. Cùng với chăm sóc lúa, hiện nay Hợp tác xã cũng đang hướng dẫn nông dân chủ động áp dụng các biện pháp đánh bắt chuột và diệt ốc bưu vàng để bảo vệ lúa xuân, kết hợp bám đồng ruộng, theo dõi dự tính, dự báo phòng ngừa các dịch bệnh phát sinh trên đồng ruộng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Lương Tâm, chủ nhiệm Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Thạch Đồng cho biết. Ở vụ chiêm xuân năm 2019 thì xã Thạch Đồng gieo cấy được 360 ha, đạt 98% so với kế hoạch của huyện giao. Nguyên nhân là do một số cái diện tích mà không ăn chắc thì bà con chuyển đổi sang làm các loại cây màu khác đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Về chăm sóc thì ngay từ những ngày đầu năm âm lịch, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân đã chỉ đạo Hợp tác xã cùng với khuyến nông viên tham đồng thường xuyên để ra các cái khuyến cáo, thông báo cho bà con về cách chăm sóc lúa, đặc biệt là những cái đồng ruộng trũng là dùng các loại thuốc để phòng trừ diệt ốc bưu vàng và một số các cái bệnh của đầu vụ như là nghẹt rễ, rồi giòi đục nõn. Về cơ bản thì năm nay cái hiện tượng sâu bệnh chưa có những các cái biểu hiện lớn. Về chăm sóc thì thường xuyên là khuyến cáo bà con bón phân cân đối tỷ lệ, bởi vì đặc thù là một số bà con sẽ có cái sự lạm dụng đạm. Bón phân cân đối để đảm bảo cho cây lúa phát triển về sau này cái tỷ lệ hạt chắc trên cây lúa nó sẽ tốt hơn. Và chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với trạm bơm Long Đồng 1, Long Đồng 2 để có cái việc cấp nước kịp thời cho dưỡng lúa và chăm bón đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng. Đến nay thì đánh giá chung là hiện tại thì lúa đang diện toàn bộ diện tích lúa của Thạch Đồng đang phát triển khá tốt. Với sự quan tâm chỉ đạo của địa phương, bà con nông dân thực hiện chăm sóc, bón thúc theo đúng hướng dẫn, cộng với thời tiết thuận lợi, hiện nay diện tích lúa nói riêng, diện tích cây trồng vụ chiêm xuân nói chung trên địa bàn xã Thạch Đồng đang sinh trưởng phát triển tương đối tốt, hứa hẹn đạt năng suất cao. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Thọ phát huy hiệu quả bước đầu mô hình mây che đan xuất khẩu cho lao động nhàn rỗi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, đồng thời nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi của hội viên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Thọ đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai mô hình sản xuất mây che đan xuất khẩu, tạo việc làm cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Được thành lập từ năm 2017, đến nay, Tổ Phụ nữ sản xuất hàng mây che đan xuất khẩu đã có 120 thành viên tham gia sản xuất. Ban đầu, nhiều chị em không muốn tham gia vì lo ngại đầu ra của sản phẩm. Tuy nhiên, chị Trương Thị Kim Soan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đã tích cực vận động chị em tranh thủ lúc nông nhàn để nhận nguyên liệu về làm và phối hợp với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Chỉ trong một thời gian ngắn, bước đầu mô hình sản xuất mây che đan xuất khẩu của chị em phụ nữ xã Thành Thọ đã đem lại những hiệu quả nhất định, thu hút được nhiều chị em cùng tham gia. Chị Trương Thị Kim Soan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Thọ cho biết. Đối với cái mô hình mây che đan thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bắt đầu triển khai cho chị em làm từ năm 2017, đến nay thì đã được 3 năm rồi. Thì đối với hiệu quả mang lại từ cái mô hình này thì
chị em là đã giải quyết được cái nhu cầu trong lao động nhàn rỗi, và đặc biệt là chị em đã quá tuổi lao động rồi, không đi được công ty. Và một số chị em thì chẳng hạn như kinh doanh buôn bán nhỏ tại gia đình đấy, hoặc là những ngày trời mưa, trời nắng thì chị em không ra đồng được, thì người ta cũng dành thời gian để làm, để tăng cái thu nhập cho gia đình. Mặc dù chưa phải là nghề chính, song sản xuất hàng thủ công may che đan xuất khẩu đang là nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều lao động, trở thành mô hình kinh tế tiêu biểu và có nhiều triển vọng. Nghề may che đan không kén lao động, từ những phụ nữ bận nuôi con nhỏ, người già, trẻ em đều có thể đan được các sản phẩm may che đan đơn giản tại nhà vào bất cứ lúc nào. Bà Bùi Thị Ý, hội viên Hội Phụ Nữ Thôn Bùi, xã Thịnh Thọ cho biết thêm. Từ hôm có cái nghề là mây che đan của các chị Liên Hiệp Phụ Nữ xã đưa về, nên là về thôn, nên là tôi thì cũng là người cao tuổi rồi, nhưng mà thôi thì không biết làm cái gì ra tiền, nói thật là như thế. Cho nên là tôi cũng cố gắng là theo học với các chị em, nên là thấy qua thời gian học hành xong rồi làm thực tế thì thấy có hiệu quả, nên là cũng thu nhập cũng bình thường thôi, nhưng mà so với lứa tuổi của chúng tôi như thế là tốt lắm rồi, bởi vì đã cao tuổi rồi mà chúng tôi là làm đạt như thế, là ngày công như thế là chúng tôi thấy đạt lắm rồi, bởi vì chúng tôi có đi làm thuê chỗ nào người ta cũng không thuê được theo cái giá như thế. Hiện trung bình mỗi tháng tổ sản xuất được khoảng 800 đến 1.000 sản phẩm, mỗi sản phẩm có giá dao động từ 15 đến 40 ngàn đồng, do đó mỗi chị em có thêm nguồn thu nhập hàng tháng cũng dao động từ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng. Có chị đạt mức 3 triệu đồng trên một tháng. Với chị em ở vùng nông thôn, đây là khoản thu nhập đáng kể cho gia đình lúc nhàn rỗi, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước. Do vậy, Chi cục Thú y Thanh Hóa khuyến cáo một số hướng dẫn cho người chăn nuôi lợn như sau. Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài lợn, cả lợn nhà và lợn hoang dã. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine để phòng bệnh và thuốc điều trị. Virus dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm virus như chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và ăn thức ăn thừa chứa mầm bệnh hoặc do chuột, chim di cư, côn trùng, v.v. Bệnh dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh cho người. Triệu chứng bệnh tích lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi: lợn sốt từ 40 đến 42 độ C, lợn bỏ ăn, lười vận động, ủ rũ, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng có thể có màu sẫm xanh tím. Lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi có triệu chứng không khác biệt so với triệu chứng của bệnh dịch tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng thường khó khăn. Vì vậy, cần lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm của cơ quan thú y có thẩm quyền để xét nghiệm phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. Để phòng và chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho gia súc, người chăn nuôi cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp như sau. Thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng định kỳ tiêu diệt các loại mầm bệnh. Có các biện pháp ngăn chặn các loại côn trùng, gặm nhấm vì chúng có thể mang mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác. Không tham gia mua bán, vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, các loại sản phẩm thịt lợn bệnh. Mua con giống, rõ nguồn gốc, không sử dụng thức ăn thừa, thức ăn tận dụng chưa qua xử lý nhiệt chín. Không cho thương lái, phương tiện vận chuyển vào khu vực trại chăn nuôi, chuồng nuôi để mua bán lợn, thức ăn vì có thể mang theo mầm bệnh từ nơi khác đến. Khi phát hiện lợn bệnh, nghi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, cần nhanh chóng báo cho chính quyền và trạm thú y để được kiểm tra và xử lý kịp thời. Số điện thoại đường dây nóng của trạm thú y huyện Thạch Thành: 0886 195 510. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại đường dây nóng của trạm thú y huyện Thạch Thành: 0886 195 510. Người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ hãy nghiêm chỉnh thực hiện 5 không: 1. Không giấu dịch. 2. Không mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh, lợn chết. 3. Không giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. 4. Không vứt lợn chết ra môi trường. 5.
không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để nuôi lợn. Chi cục thú y Thanh Hóa rất mong được sự cộng tác và thông tin về dịch bệnh gia súc đang xảy ra trong khu vực hoặc thông tin về các hành vi vi phạm làm lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành đã ra công văn số 309 về việc hướng dẫn quản lý trang trại, cơ sở chăn nuôi để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung công văn như sau. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thực hiện công văn số 630 ngày 1 tháng 3 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa về việc hướng dẫn quản lý trang trại, cơ sở chăn nuôi để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền chỉ đạo, hướng dẫn đến các chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi một số nội dung cụ thể như sau. 1. Tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn, không cho lợn ăn thức ăn thừa của đàn lợn đã xuất chuồng, thức ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn lợn mới, thực hiện nghiêm việc tiêm phòng và kiểm soát tốt nguồn thức ăn, phương tiện vận chuyển ra vào trại, cơ sở chăn nuôi. 2. Tuyệt đối không nhập con giống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng và không qua kiểm dịch đối với đàn lợn giống nhập từ tỉnh ngoài. Khuyến cáo người chăn nuôi chỉ mua giống tại các cơ sở cung cấp con giống có nguồn gốc rõ ràng và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. 3. Hàng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi. Hạn chế nhân viên ra khỏi trại khi không cần thiết. Hạn chế tối đa việc ra vào thăm cơ sở chăn nuôi, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi. 4. Mọi phương tiện tham gia mua bán, xuất nhập, trao đổi đều thực hiện ngoài cổng trang trại, cơ sở chăn nuôi. Không vận chuyển lợn, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh thú y, bảo hộ lao động và tiêu độc khử trùng trước khi vào trại. Không mua thịt lợn, phủ tạng và sản phẩm có nguồn gốc thịt lợn chưa rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch vào trại chăn nuôi làm thực phẩm. Khuyến khích sử dụng thực phẩm đảm bảo chất lượng trong nội bộ trang trại. 5. Hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, liên kết trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ để hình thành sản phẩm theo chuỗi có truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Đình Thành đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.